chào toàn thể quý anh chị. Thì tiếp tục hôm nay thì em lại về thêm một con Innova G206, một con xe đăng ký 8 chỗ ngồi rộng rãi thương hiệu của Toyota quý chị nhé. Đây một dòng xe nồi đồng cối đá quý chị ạ. Và hiện nay con xe này bên em đang chào bán với giá là 229 triệu đồng. Đó, xe này vừa về này quý chị này. Cái này nó bị đụng nhẹ này, đó, nó bị chảy sơn này quý chị nhé. Cái này thì bên em sẽ dơn dập tút lại. Đó, một con xe rất là đẹp luôn. Xe này thì đảm bảo quý anh chị là máy móc keo chỉ zin. Đó, bảo hiểm 2 chiều đang còn đúng không quý chị nhá? Bảo hiểm 2 chiều đang còn. Phía sau này thì quý anh chị có thể xem đây, được trang bị hai mắt cảm biến lùi này. Con 206 mà quý anh chị có thể nhìn cái phần gầm của xe đây ạ. Đó, gầm của con xe này rất là chắc quý anh chị nhá. Đó. Gầm rất là chắc chắn. Chú này em sẽ quay đến phần khoang máy cho quý anh chị cảm nhận được con xe này. Đó, 206 bản G các chị nhá. Bản G này thì được trang bị túi khí ở trên vô lăng cũng như là hệ thống phanh ABS, rồi ba vùng điều hòa trước sau đây. Đó, phần phía sau này thì được lót cái thảm này rất là sạch sẽ nhá, các cái hàng đinh hai bên này. Đó, rồi các cái ốc này các chị có thể thấy đấy ạ, chưa một lần tháo mở các chị nhá. Nắp cốp sau này, đó, keo chỉ zin hết. Đó, nên tại sao em nói con xe này thì zin luôn các chị nhá. Các chị nào mà tài chính khoảng hơn 200 mua con xe này đi về thì rất là thích luôn này. Chở gia đình lâu lâu, chở gia đình đi chơi, cũng như là mình chạy thêm dịch vụ chở bà con hàng xóm đi các tỉnh chẳng hạn. Mà đặc biệt con xe này mức tiêu thụ nhiên liệu của nó thì rất là thấp quý chị nhá. Vừa rộng rãi, vừa bền bỉ, vừa thấp. Sau này quý anh chị mua con xe này, sau này quý anh chị bán đi nó chẳng là lỗ bao nhiêu cả. Đây quý chị có thể thấy ạ, keo chỉ zin nhá, tappy này. Đó, các cái chi tiết ốc của này zin của Toyota nguyên những gì nhá. Đó, xe này thì bên em còn chưa rửa nữa cơ chứ chị ạ. Xe được trang bị một túi khí trên vô lăng này. Bây giờ em sẽ để nổ máy lên. Ô tô con xe này đi được khoảng 122.000 rồi quý chị nhá, củ số đây, rất là đẹp luôn. Táp lô đây quý chị này. Đó. Còn rất là đẹp, trần nỉ. Các phim bấm này. Rất là mới luôn nhá. Rồi bây giờ em sẽ mở đến phần khoang máy này. Đẹp không chê vào đâu được. Quý chị có thấy phần lốp này. Phần lốp này thì còn tương đối là đẹp, ránh còn khá là sâu quý chị nhá. Mâm la giăng đúc này, đa chấu này. Đó, hệ thống phanh ABS hai bên trước này. Lốp của Bridgestone. Đèn chiếu sáng này. Đó, đèn chiếu sáng này còn tương đối là đẹp, không mờ không ố luôn. Hạn đăng kiểm của con xe này thì gần hết rồi quý chị nhá, đến tháng 11 năm 2021. Còn được gần 2 tháng nữa. Đây khoang máy của xe đây. Máy thì rất là êm, máy 2.0 quý chị nhá. Mức tiêu thụ nhiên liệu của con xe này thì nó rơi vào khoảng 8 lít quý chị nhá. 8 lít trên 100 km. Bình thường. Nắp capo zin của Toyota này. Đó, keo chỉ thì không mất một phân. À, thì ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều dòng xe khác quý chị nhá, từ 2 chỗ ngồi đến 9 chỗ ngồi. Thì quý chị nào mà quan tâm đến những dòng xe nào thì quý chị hãy đăng ký kênh của em, cũng như là nhấn chuông và nhấn đăng ký để cập nhật tất cả những cái báo giá hàng ngày của bên em. Thì mỗi ngày em đều lên sóng những cái video như thế này để gửi tới quý anh chị. Đó, rồi em bây giờ em xin kết thúc video tại đây quý anh chị nhé. Rồi em xin cảm ơn tất cả quý anh chị nào mà đã ủng hộ Phúc Việt Auto trong thời gian qua. Chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới thật là tốt lành, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Em xin chào ạ.